Chào bạn, không biết là ở đây mình có bạn Nhi đúng không? Anh tìm bạn Nhi và bạn An. Dạ, hello anh. Hello, chào, chào hai bạn. Dạ, chào anh. Anh thì đang đại diện cho các bậc phụ huynh bởi vì có một người phụ huynh gửi thư về chương trình hỏi về ý nghĩa của việc streamer. Streamer giống như là cái việc mà mình chơi game hay tương tác hay nói chuyện với mọi người, nhưng mọi người sẽ thích xem mình chơi game. Bắt đầu từ khi nào mà các bạn cảm thấy có cái nguồn đam mê và đủ cái động lực để làm công việc này? Anh bạn người yêu cũ mình rủ mình chơi game, xong cái mình mê game luôn. Ôi, đó rồi, nhớ năm đó là bao nhiêu tuổi không? Năm đó là năm mình học lớp 12. Nhà mình thì con trai con à, anh mình thì chơi game. Từ bé là mình cũng kiểu mình giống như mấy anh, mình thích chơi game thôi. Cái lúc mà mình vào trong Sài Gòn á, vô tình thì mình thấy FFQ họ có đăng một cái tab gọi là tuyển người làm stream á. Mới đầu chỉ là nghĩ là thử sức cho vui, mình nghĩ là chắc mình không đạt đâu, mà không ngờ là mình được nhận vào FFQ và stream tới giờ luôn. Cho anh biết được các bước mà các bạn đã dần trở thành một người nổi tiếng ở trong giới game. Lúc đầu thì cũng khá là khó khăn đối với em. Kiểu mình mới stream thì chỉ có vài người xem, nhưng mà sau dần dần mỗi người stream sẽ có mỗi cái riêng. Ví dụ như em sẽ theo hướng dễ thương hoặc là hơi bựa một xíu. Còn ví dụ như bạn Nhi sẽ theo kiểu là hơi lạnh lùng hoặc là kiểu sexy một xíu gì đó. Đó là cách mỗi người giữ chân cho mình một lượng fan riêng. Và từ từ qua ngày thì cái lượng đó sẽ tăng lên. Có bao giờ cái nhóm chơi game đó bình luận về mình có những cái điều mà mình cảm thấy bị bất mãn hay cảm thấy là không hài lòng không? Nhiều và hàng ngày luôn á. Nhưng mà cái cách mình chọn là mình sẽ có thể lờ đi. Có khi nào định bỏ cuộc nghỉ cái công việc này không? Chỉ nằm ở giai đoạn mà mới đầu vào nghề thôi. Còn nếu như mà mình đã quen được với nghề rồi thì mình sẽ cảm thấy nó giống là công việc này dành cho mình vậy. Mình cảm thấy mình thích hợp với công việc này là nhiều khi mình yêu nó hơn. Hàng ngày trước khi cái giờ mà các bạn phải làm việc á thì các bạn phải chuẩn bị như thế nào? Không phải chỉ riêng mỗi giờ stream sẽ là công việc của tụi em, mà ngoài ra suy nghĩ cái content gì đó mình phải đi làm. Ví dụ như là hôm nay sẽ có content là đi ăn đêm, mà sẽ quay những đồ ăn ở Sài Gòn mỗi đêm chẳng hạn. Ước gì anh được có cơ hội ngồi trực tiếp để xem các bạn livestream cho anh thấy được cái công việc này nó ý nghĩa như thế nào được không? Dạ ok anh, bây giờ cũng sắp tới giờ stream của em rồi, thì nếu mà anh muốn thì anh có thể ngồi xem em bắt đầu công việc như thế nào. Rồi bây giờ em bắt đầu stream nha. Bây giờ mình sẽ đợi một số bạn vô lại, xong rồi mình sẽ bắt đầu chào. Rồi quá trời luôn, lần lượt quá trời một những cái bạn luôn kìa. Hiện giờ hello. Cái lượt dạ. Tương tác của bạn là bây giờ là bao nhiêu ngàn view? Bình thường sẽ rơi vào khoảng vào 1k tới 3k. Ví dụ ngày chủ nhật ngày thường sẽ đông hơn, còn những ngày như này thì nhiều khi các bạn đi học hoặc là cái thứ thì ít hơn. Hello mọi người nha, hello mọi người. Anh có thể chào mọi người không? Được chứ. Đây, thưa các bạn. Hôm nay có anh Pasio, quá là đẹp trai luôn phải không? Ô mọi người nhận ra anh nè. Chưa đầy 30 giây thì các bạn đã lên cái lượt tương tác là gần 500 lượt view rồi. Rất là nhanh. Có một sự thắc mắc ở đây, cho nên là mấy ông có thể giải thích cho tôi được không? Ví dụ như mấy ông xem tôi là vì cái điểm gì của tôi, thì mấy ông nói ra đây hết cho tôi sẽ đọc hết luôn á. Xem vì bựa, ngáo vì ngáo, vì nhạc K-pop. Em hay kiểu hát nhạc K-pop, kiểu là hát kiểu vừa vừa. Dạ em hát ra một khúc, với lại em cái giờ em thể hiện cái giọng cười kinh điển này được không? Anh chuẩn bị tinh thần nha. Ok anh chuẩn bị tinh thần. Anh cảm thấy em hát rất hay. Em là tuyệt đỉnh ca nhạc, cho nên là tốt nhất á, em chơi game cho anh coi đi. Ok bây giờ anh chơi game nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha. Tôi Oshi nha, bye bye với ông. Trời ơi, thật sự là anh không ngờ luôn á, 3 tiếng đồng hồ trôi qua em nói không ngừng nghỉ. Trời ơi, không mệt hả? Dạ cũng hơi mệt, kiểu khang cổ ấy, bởi vậy em để sẵn một chai nước đây. Thật ra mà nói quý vị khán giả thân mến,
rõ ràng công việc livestream của các bạn diễn ra một ngày nó không đơn giản thật sự như chúng ta nghĩ. Không phải chỉ đơn giản là mình tự tin, mình dám nói chuyện trước ống kính, mà đòi hỏi một cái thể lực nè, đòi hỏi một cái việc mà đam mê đúng nghĩa thì mình mới có thể theo đuổi được công việc này, đúng không? Dạ đúng rồi. Quý vị phụ huynh, những ai đang lo lắng cho con của mình không biết cái công việc streamer này nó ý nghĩa như thế nào, thì bây giờ cũng đã có lời giải đáp rồi. Alo, bánh giò hả? Ba giò hả? Nghe. Ủa, đang tìm hiểu nửa chừng thì tìm hiểu tiếp đi, chứ tự nhiên bắt ra cho tôi làm chi. Thôi cũng được đi. Rồi về mình sẽ tìm hiểu tiếp streamer nữ đúng không? Rồi được rồi, đưa danh sách đây, tôi tìm hiểu tiếp cho. Ủa khoan, đây là streamer nam mà không? Ê, ba xô chơi kỳ, ba xô tìm hiểu streamer nữ thì ba xô tìm hiểu hết rồi, cái ba quăng tôi tìm hiểu streamer nam là sao? Tại sao mà ông tìm hiểu streamer nữ? Alo, ba xô, alo. Rồi, cúp máy rồi. Ok, lỡ nhận rồi phải làm thôi. Và hiện tại May đã có mặt tại đây để gặp gỡ diễn viên Phương Nam. Xin chào tất cả mọi người, xin chào khán giả của chương trình Du lịch Kỳ Thú. Mình là Phương Nam, trước kia là một diễn viên hài của một kênh Pháp TV. Và hiện tại thì bây giờ chuyển qua làm streamer. Lúc đầu May mới nhận cái nhiệm vụ này á, đâu biết gì cái thế giới game này đâu. Nghe nói có Nam là đã tham gia vào cái thế giới này rồi, nên bây giờ hôm nay mới nhờ Nam nè, một người đã thâm nhập vào thế giới này dẫn May vào cái thế giới này giùm. Dễ thôi, ở trên này thì có các bạn streamer đang làm việc, thì bây giờ mình sẽ lên để cho tất cả khán giả cùng khám phá là cái việc của streamer là như thế nào. Ok, đi thôi. Hello, chào Nam. Ơi, mới. Chào anh nha. Thôi, và biệt danh của bạn là Mờ Sương. Mờ Sương. Sướng bỏ dấu. Rồi. Không phải sướng mà là sướng. Sướng mới chịu. Bền đến với cái nghề nghiệp này ấy. Cùng cách đây hơn một năm thì ra một cái tựa game mobile ở trên điện thoại ấy, thì khá là phù hợp với mình. Dần dần thì chơi chuyên nghiệp. Thế thì trong cái giai đoạn đầu mà mình gọi là bước chân vào cái thế giới đấu thủ game á, thì có cái gì khó khăn gì không? Đầu tiên nhất là vì gia đình. Lúc đó ba mẹ nói gì? Chắc chắn là phải giấu thôi. Giấu luôn. Làm sao mà cháu biết được? Ráng cho biết đó. Biết được đánh gãy răng. Tới bây giờ ba mẹ biết chưa? Mà sau này là kiểu phát sóng trực tiếp đến TV thì cho bố mẹ coi lại. Thằng này được lên TV các thứ thích. Ôi trời ơi, ở quê em mà được lên TV á, sướng lắm. Nghe đồn là cũng có nhiều thành tích. Khi em chơi game này thì em đã đạt được top 1 Việt Nam. Ghê vậy ta. Vậy thì dự định tương lai như thế nào khi mình đã đạt được cái thành tích khá cao vậy? Tham gia vào cái thi thao điện tử. Khi mà vào đánh chuyên nghiệp một thời gian thì mình cảm thấy là khả năng của mình không thể chịu được trong cái môi trường kiểu căng thẳng và áp lực như thế. Thì em từ bỏ và em về em làm nghề streamer. Cái nghề này thực sự thì nó rất là hot, nhưng mà áp lực cũng rất là lớn. Mỗi ngày tụi em lên livestream vài trăm vài nghìn người. Thì chỉ cần 100, 200 người chửi liên tục thôi. Thì cái điều đó là tụi em phải chịu áp lực cái chuyện đó. Đấy. Cho nên anh cứ tự hào và vui vẻ vì mình làm một cái nghề không áp lực nhiều đi. Cái gì nó cũng có cái giá của nó thôi. Chứ bây giờ một cái nghề nhàn nhã không áp lực mà tiền nhiều kiếm đâu ra. Đúng không? Rồi bây giờ vậy nè. Em sẽ chỉ anh chơi Liên Minh. Và anh sẽ dùng game Liên Minh đấu với Mơ Sướng. Yeah, tự tin luôn. Vô. Ok. Lớp học của thầy giáo Nam dạy quánh game Liên Minh bắt đầu. Đây là những cái trang bị mà khi mà mình vừa bước vô game là người ta sẽ cấp cho mình một số tiền để mình mua. Mà cũng không biết hiểu không nữa, khổ lắm. Hy vọng hiểu. Ấy lựu đạn rồi sao? Rồi, đó là mình đã thua rồi đó. Ông thầy chơi kỳ, ông thầy chỉ kìa, ông thầy đánh hồi rồi, không thầy đã thua rồi. Thôi, hiểu chưa? Hiểu rồi, bây giờ bắt đầu thi đấu. Và bây giờ trận đấu giữa game thủ mới chơi May và game thủ lâu năm. Chắc là thi cả to luôn. Thảm từ Mỹ à. Mỹ này Mỹ do Mỹ bay luôn. Đeo cái này vô cho nó ra dáng là một cái game thủ chuyên nghiệp. Thường thường người ta thi đấu người ta cũng hay đeo lắm. Thấy ra dáng chưa? Đây, chỉ cái mic lại xíu nữa. Trận đầu này thì cho anh Mỹ về vườn luôn. Trời ơi, xuất hiện rồi hả? Giữ vị trí với lại em Sương chứ đừng để người ta tốn máu nhiều quá. Anh Mỹ đi rồi, ra đây. Ra đây ngay. Tuổi. Ủa, anh Mỹ nè. Là mới tung chiêu là mà. May đã né được một chiêu của bên kia rồi. Anh Mỹ nè, thảm từ Mỹ nè.
ây da rồi chết lại, tôi ra lui lại trời ơi. Bắt cái nào? Yeah. Thằng ơi, tôi rối, tôi không biết lúc nào luôn hả? Thì đó. Có nghĩa là mình đã thua rồi. Tôi thắng là được rồi. Thằng làm gì có? Ai thắng? Thua mà. Hai người cùng nằm xuống. Nhưng người nào nằm xuống đầu tiên là người đó thua. Ủa đâu tôi thấy là bạn vừa mới hạ được kẻ địch mà cái chữ thiệt, cái dòng chữ hiện lên thiệt mà. Thì trước khi thấy các bạn là dòng chữ hạ cái địch thì là bạn đã bị cái địch hạ rồi mà cái dòng chữ đó mày không thấy. À thôi kệ thầy vậy thôi hòa được. Chơi hoa đi. Và đây là một bộ môn không phải dễ dành cho những người mới chơi, còn phải có thời gian nếu như muốn theo đuổi nó. Nói chung qua hôm nay thì cũng đã biết được là công việc của một streamer là như thế nào, và cũng đã cảm nhận được cái niềm vui, sự hứng thú đối với công việc. Qua cái buổi này thì cũng mong mọi người và khán giả hiểu hơn về cái nghề mới. Mong là mọi người sẽ có cái nhìn bớt khắt khe hơn dành cho cái nghề mới này, để cho những cái nhân tài trẻ tuổi có thể được phát triển. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Anh nha. Rồi, chúng ta cũng đã có thể hiểu nôm na cái công việc streamer bây giờ nó rất là dễ kiếm tiền đúng không? Rất là hay. Ngày xưa ba mẹ mình mà trốn ba mẹ đi chơi game là bị ăn đòn liền. Nhưng mà ngày nay rõ ràng cái nghề này kiếm ra tiền rất nhiều. Nên là trả lời cho khán giả đã gửi thư về cho chương trình. Thực ra đối với bộ môn này nó hết sức là lành mạnh nếu như chúng ta suy nghĩ lành mạnh. Còn nó sẽ trở nên là có hại rất nhiều nếu như chúng ta đầu tư quá nhiều thời gian mà chúng ta không có mang về được cái lợi. Đâu phải là ai vô chơi cũng được như vậy đâu anh. Đúng. Tôi có năng khiếu với khả năng nói chuyện của mình nữa. Nói chung thấy cái mặt tôi từ nãy giờ không? Không, thực ra là ví dụ như nó cũng phải theo độ tuổi nữa. Còn nếu như chị ví dụ như chị thích về làm đẹp, chị vẫn có thể stream về cái mảng làm đẹp của chị. Chị có thể nói để tạo ra điểm nhấn cho riêng mình. Nhưng mà cái vụ game là tôi không có cái nguồn cảm xúc gì trên. Thì đó là tại vì chị ở một cái độ tuổi nó không còn nằm trong top U20 mà nữa. Mà nếu như trường hợp mà con tôi mà chơi cái này tôi cũng bính chết luôn. Chị kỳ quá. Chị mang cái tư tưởng rất là bảo thủ. Đây thực ra đây chia sẻ cho các bạn luôn. Basho đã được gặp gỡ với rất là nhiều các bạn làm streamer. Và bạn ấy xuất thân là từ là gamer trước đã, bạn ấy mê chơi game và bạn ấy thích bình luận về những cái cách mà bạn ấy chơi. Và dần dần nha, lương cơ bản một tháng của các bạn ấy phải nói là trên 100 triệu. Gọi là trên 100 triệu nha. Nhưng mà bao nhiêu người chơi game thì mới được có mấy người làm streamer. Thì đó, tức là quan trọng là việc mà bạn ấy đầu tư. Bao nhiêu người chơi game là coi như bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ ăn, bỏ học. Đúng rồi, bỏ nhà, bỏ cửa. Thì như em nói đó, nó sẽ rất là có lợi nếu như chúng ta suy nghĩ tích cực. Vậy là các em không có đọc báo chí những cái năm trước đây mà có những cái vụ việc mà học sinh trốn học ngồi chơi game, mất ăn, mất ngủ và xỉu và chết. Dạ, bây giờ em hỏi chị. Còn game, tôi phản đối chơi game kịch liệt. Tôi phản đối bởi vì hồi xưa mình yêu, mình cũng làm sai, mình làm cái gì cũng có thể làm sai nếu mà mấy bạn làm không đúng cách. Mấy bạn chơi game mà không ăn không uống, chơi luôn ngày luôn đêm thì là sai và thừa ra rồi. Ý đúng. Là cái gì cũng là có sai và có đúng. Nhưng mà nè chị, đây hai các bạn này đã được gọi là xin việc tại vào công ty hẳn hoi, là một cách mà bạn ấy làm việc một cách rất chuyên nghiệp. Và thậm chí là công ty đã đầu tư cho một bộ máy 50-70 triệu để có thể livestream và tương tác với các khán giả chơi cái bộ môn đó. Đầu tư không hề có hại, đúng không? Sao, ý kiến em, một người trẻ. Hồi trước em cũng không hiểu, không có quá hiểu về streamer gì. Nhưng mà khi mà em xem clip này thì khi mà mình đủ cái sự đầu tư cũng như là mình dành cái một lượng thời gian vừa phải thôi thì nó sẽ là một cái việc mà hoàn toàn có thể chấp nhận là được. Cái này không phải ai làm cũng được, cái này phải có đam mê. Giống như tư tưởng chị Cát Tường vừa nói, ví dụ như giờ em nói chị không có Facebook, không có livestream, liệu rằng chị cái khả năng bán hàng hay là cái khả năng tương tác với khán giả có còn cao như hồi xưa? Nhưng mà cái đó không phải là đam mê, cái đó là kiếm tiền. Còn chị, người ta đang kiếm tiền. Chơi game là đam mê nha. Nếu như tôi nè, chơi game mà đam mê, người ta đầu tư thời gian, người ta gọi là gamer. Đúng rồi. Còn nếu mà chơi game và thích bình luận, người ta gọi là streamer. Còn ở đây tôi không thích chơi game. Còn nếu mà bạn stream về cái gì khác ok, nhưng mà tôi game là tôi không thích. Và nếu con tôi chơi game tôi cấm hết. Rồi. Đồng ý, mỗi người một quan điểm. Mỗi người quan điểm. Ok. Rồi, như vậy thì hôm nay Basho cũng đã hoàn thành xuất sắc